Rồi hello cả nhà nha. Bây giờ Trung Dững và anh Đặng nghệ sĩ Tô Kim Phương và anh trai Bùi Trung Thành đã có mặt tại Bến Tre. Đây là bầu xô khoa, hoa đẹp trai ở Bến Tre. Anh gặp anh mình quá sao mà tới giờ cả nhà. Giờ mình ở Nam chơi tới khuya luôn. Rồi rồi lên nhà tôi nhậu tối xuống hát trầm buổi tối. Chơi luôn. Ông đi trễ xô buổi chiều. Chơi luôn. Ủa đi vậy là mình đi xem ra luôn hả anh Đặng? Bây giờ thì cái này đi đâu? Đi vô đây, lên anh đó chở. Xa không anh? Hả? Bây giờ chúng Đặng sẽ... Bây giờ... Như là... Để em đi trước cho. Để em quay anh sao quay lại. Được không hay là... Bây giờ chuẩn bị bốn anh em đi xe vô đám nha cả nhà. Rồi vô em vô. Chị Phương đi lên trước nè, xe nè, xe nào nè? Anh Đặng có xe chưa? Còn anh Thành. Rồi vậy em qua xe này nha. Rồi anh đi trước đi, chút xíu gặp nha. Giờ anh Đặng đi cả nhà ơi. Giờ đi thêm chiếc nữa nha, đó chị Phương đi luôn nha. Bây giờ anh trai đây đợi Trung Dững với Trung Thành đi sau nha cả nhà. Cả nhà đừng rời màn hình nha, chuẩn bị vô tới đám quay cho cả nhà xem nha. Rồi ok. Đường này chạy thấy đẹp quá ha. Đây trồng dừa nhiều quá ta. Ở đây quê nó vậy á. Ở chỗ đó Đặng ở quận mấy? Ở quận 8. Cầu chữ Y. Cầu chữ Y. Này vừa quá, chắc banh mặt luôn quá. Cái đó gần mà, đi bộ vài bước tới rồi. Nước bỏ ra, mua để xe tan bỏ ra. À, đúng rồi đó. Khu này gắt đó. Mua nhìn đến thở này được không anh? Ừ. Quá khéo, quá khéo. Được. Một. Đám rồi quý vị ơi, gặp anh Đặng đang đứng kia rồi. À, nói chung thì đây thì cũng đẹp nha cả nhà. Lâu lắm mới về miền Tây nha. Tới luôn rồi, tới đám luôn rồi.